Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì các bạn có thể bấm ngay vào nút đăng ký và nút chuông bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất nhiều nội dung video hay và khác đang chờ các bạn ở phía sau nhé. Rồi, nếu các bạn là một người chúng ta yêu thích sự hoài cổ, classic, cổ điển của những phiên bản đồng hồ đeo tay từ trước tới nay luôn, thậm chí là các bạn thích những phiên bản mà đồng hồ từ hồi mà cha ông chúng ta đeo để lại, chúng ta cực kỳ thích phiên bản đó, và các bạn lại cần một chiếc đồng hồ với cái mức độ gọi là chính xác về mặt sai số nè, bền bỉ theo năm tháng cũng như là bền bỉ về cái quá trình vận động chúng ta, nó không bị sai lệch nhiều hay là chấn động bộ máy gì đó, và đặc biệt nó phải cực kỳ tiện dụng cho chúng ta. Nó tiện dụng đây là nếu nó có chức năng này chức năng kia, hoặc là nó luôn luôn ở trong trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để sử dụng, thì một chiếc đồng hồ máy pin là một điều giải pháp vô cùng và tiện lợi. Và hôm nay mình giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ Orient, và mình nghĩ rằng đây sẽ là cực phẩm mà các bạn không nên bỏ qua. Đây, phiên bản mình đang để trên bàn, chiếc Orient có mã là RAKV0403S10B. Với mức giá đang niêm yết tại chủ hệ thống của showroom Hải Triều thì mức giá của nó chính xác là 5.630.000 tại thời điểm bây giờ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem chiếc đồng hồ này sẽ có đặc điểm gì đặc biệt. Rồi, quay trở lại câu nói đi, tại sao mà mình lại nói chiếc đồng hồ này là cực phẩm? Bởi vì ngay cái nhìn đầu tiên thì mình đã rất có thiện cảm với chiếc đồng hồ này rồi. Ngoại hình thì vô cùng là classic luôn, vô cùng là cổ điển, nó thanh lịch, nó đẹp, mà Orient họ hoàn thiện cho nó tới mức mà mình dành một cái chữ gọi là chỉnh chu. Nếu mà trong tầm giá này mà để nói là sự chỉnh chu thì mình sẽ dành cái từ đó để nói về chiếc đồng hồ này. Dù là đây chỉ là một chiếc đồng hồ máy pin nhưng nó bán mức giá tầm 5.600.000 đi thì nhiều bạn sẽ nói ồ, 5.600.000 thì tôi khuyên anh nên mua đồng hồ máy cơ đi, nó đáng để mua hơn, với lại nó có giá trị sưu tầm hơn. Nhưng mà không, riêng mình nếu mà đánh đổi lại sự tiện dụng nè, sự tiện ích nè, thì mình sẵn sàng bỏ cái bộ máy cơ để lấy cái bộ máy pin này. Bởi vì chiếc đồng hồ này ngoài cái sự tiện dụng ra thì thiết kế nó quá là đẹp, nhìn quá là ngon luôn. Về thông tin chi tiết thiết kế của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó rơi vào con số là 42mm và kết hợp cùng độ dày con số 10 tròn chỉnh. Đấy, 10mm. Bây giờ mình sẽ ướm thử trên cổ tay 17.5 của mình để các bạn xem là nó sẽ như thế nào nhé. Cái việc mà độ dày 10mm này là một con số mà mình cảm thấy khá là ưng ý, bởi vì nó tương đối phù hợp với cổ tay của mình. Với một số bạn thì cổ tay chúng ta có phần kích thước bảng phía trên này á, nó lớn đi thì các bạn có thể đeo được những cái chiếc đồng hồ mặt lớn hơn, thì ok đó. Nhưng mà nếu mà những người mà vừa đây vừa lớn mà phía này nó vừa dày như mình, mà nếu đeo chiếc đồng hồ mỏng quá như chúng mình có một chiếc Daniel Wellington đi đó, ví dụ nha, thì nhìn nó so le vô cùng đó, cực kỳ so le luôn. Cho nên về cái độ dày thì nó phải dày như thế này nè, đeo vào các bạn mới cảm thấy được nó phù hợp với cổ tay của mình đó. Nó còn tùy thuộc vào khá là nhiều cổ tay của bạn là dài ngắn hay là tròn hay là nó dẹp đấy, các bạn phải tới những showroom để chúng ta trực tiếp trải nghiệm thì các bạn mới biết rõ được chiếc đồng hồ này nó có phù hợp với chúng ta hay không. Phần vỏ của chiếc đồng hồ này thì nó được hoàn thiện bằng chất liệu là thép không rỉ, và Orient họ mạ lên cho nó một cái lớp vàng BVD vàng hồng, thì nhìn nó sẽ thời trang nè, và nhìn nó sẽ lịch sự hơn khá là nhiều so với những chiếc đồng hồ mà vàng ké. Ở phía cạnh bên phải này chúng ta sẽ có nút bấm phía trên và phía dưới để hỗ trợ chúng ta ở chức năng là bấm giờ thể thao stopwatch chronograph luôn. Cái phần ti chỉnh giờ thì trên này các bạn sẽ cắt cái logo Orient luôn, khá là hay, cái điểm mà mình khá là thích. Nếu mà so với đại đa số những chiếc đồng hồ Orient mà trong tầm giá mà tầm 5.000.000 đổ xuống thì cái việc mà khắc cái logo này nè phải gọi là số ít chiếc đồng hồ mới sở hữu được cái đặc điểm này. Rồi, như nãy giờ mình nghiêng thì các bạn cũng thấy rõ luôn, chiếc đồng hồ này sẽ sử dụng một tấm kính khoáng có mo cong đó, nhìn cũng xịn đó. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng thời gian mà chúng ta thích tấm kính sapphire thì các bạn có thể dễ dàng độ lên với chi phí cũng không phải là quá đắt đỏ. Rồi, có một điểm mà mình chưa ưng ý lắm trên chiếc đồng hồ này có lẽ nó tới từ phần dây. Thì phần dây này nhìn thì cũng sang trọng đúng không? Ok, phần dây đi theo chiếc đồng hồ này mình đánh giá cũng ngon. Phần khóa cũng được mạ vàng hồng nè. Tuy nhiên thì kích thước bản dây của chiếc đồng hồ này nó sẽ rơi vào con số là 21mm. Rồi, một cái điểm mà mình cảm thấy khá là ưng ý trên chiếc đồng hồ này đó chính là cái phần dây của nó. Thì nó kết hợp cùng mặt màu vàng hồng nè, sẽ có một bộ dây da màu nâu và dập vân cá sấu ở đây. Trên phần bản khóa thì các bạn sẽ có một cái phần bản khóa cũng mạ vàng hồng luôn, khá là ngon. Và kích thước bản dây của chiếc đồng hồ này nó rơi vào khoảng là 22mm. Thì lúc đầu mình có xem sơ thì mình cứ tưởng đâu là nó 21, nhưng mà không. Bây giờ mình lật lên nè, mình mới thấy được nó để cái chữ là 22mm luôn, và cáp là bằng dây da B. Về mức độ chống nước của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 50 mét nước. Đấy, đồng hồ classic mà, cho nên chống nước kiểu này cũng ok rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ khai thác kỹ hơn về phần mặt số của chiếc đồng hồ này.
Thì các bạn cũng thấy thì chiếc đồng hồ này sẽ có tông nền Daewoo là màu trắng bạc chủ đạo nè. Với những chi tiết kim loại ở đây chúng ta chỉ có duy nhất là kim giờ, kim phút, kim giây và những cái kim phụ thì nó sẽ được mạ vàng hồng luôn. Còn lại tất cả đều là in dạng mà in số màu đen. À, màu vàng nữa thì nó sẽ có logo Orient thôi, còn lại in đen hết nha. Ở phần quyền ngoài này thì các bạn sẽ có những con số được chia số phút được in ở dạng màu đen, chia khá là chi tiết. Cái phần vạch giờ thì cũng là in đen luôn. Ở vị trí giữa 4 giờ và 5 giờ các bạn sẽ có một ô cửa sổ chủ nhật để xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Về thiết kế kim giờ, kim phút trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có kiểu thiết kế là alpha. Và kim giây thì nó sẽ nằm ở tâm giữa và luôn chạy là kim hiện hành luôn. Thì mình sẽ thích cái kiểu thiết kế này hơn so với cái kiểu mà kim giây nó sẽ đính kèm cái ô phía dưới này thì mình sẽ khó theo dõi thời gian hơn. Rồi, ngoài ra thì chiếc đồng hồ này sẽ có 3 ô kim phụ khác. Ở vị trí 9 giờ nhìn qua thì các bạn sẽ có một ô để đo phút quân rap này và maximum của nó là 30 phút. Ở vị trí 3 giờ nhìn qua thì nó sẽ là một ô để hiển thị là thời gian 24 giờ hay là 12 giờ. Và 6 giờ nhìn lên thì đây sẽ là ô để đo kim giây ở chức năng là Chrono Wrap. Ok, thì như lúc nãy mình có nói thì chiếc đồng hồ là với bộ máy pin thì các bạn sẽ có mức độ xây số của nó rơi vào khoảng là cộng trừ 20 giây trong một tháng nè. Và với viên pin được thay đầy nha, thay mới thì nó sẽ hoạt động được lên tới khoảng từ 2 tới 3 năm tùy theo điều kiện cũng như môi trường các bạn sử dụng như thế nào. Rồi, các bạn nghĩ sao về mẫu đồng hồ Orient có mã là RAKV0403S10B này? Liệu đây có phải là một chiếc đồng hồ đáng mua trong tầm giá 5.6 triệu hay không? Thì các bạn hãy comment để lại bình luận phía dưới nhé. Và link chi tiết sản phẩm thì mình sẽ đính kèm phía dưới dòng mô tả video. Còn nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút subscribe để luôn luôn cập nhật cũng như là ủng hộ kênh YouTube của chúng mình trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.